Test thử tấm năng lượng mặt trời 100W nha mọi người. 100W. Hiện tại thì câu vô hai cái quạt, câu vô quạt 12V. Đây, hai cái cộng dây điện lên hai cái quạt. Quạt này chạy 12V. Và không chở than nữa, chạy phà phà luôn. Một cây. Còn một cọng màu đỏ. Quá khỏe. Tấm nó chạy với cỡ 4W. 4W thôi. Hai cái, một kia một cái đang quay. Hai cái. Giờ này là đang là trưa 1 giờ. Giờ tính mua thêm khoảng 2 cái quạt nữa về thử này. Hiện tại hai cây thì chạy rất là mạnh, cái chạy cả 3 cây nổi thêm cây nữa. Đó, nắng càng nắng thì nó chạy càng dữ.